second or turn it down. Đây này, mẹ mày cột tóc lên cho con. No. Còn đây không, cô chú thấy không? Kỳ ghê vậy đó, muốn cột tóc lên cho nó. Cột sáng giờ cột hai lần rồi, lần nào nó cũng bỏ gỡ ra hết. Mà tội nghiệp lắm cô chú. Lần nào gỡ ra nó nhìn Ngọc nó cũng nói mẹ, mẹ so refreshing, có nghĩa là thoải mái quá đó. Bởi vậy mà con không cột thì cái đầu của con nó sơ sắc bước mà nhìn con nó xấu. Mà tao nói nó xấu. Cái miếng của quá mà. Mà tao nói nó xấu. What does the fox say? Fox say sao? Fox say say wolf. Con chay á cô chú, con chay á nó đang ăn mac and cheese với lại pizza. Ngọc cho nó miếng thịt này. Tất cả những cái món này món nào ngon nhất chỉ mẹ coi. Cái này. Cái này ngon nhất hả? Thôi thịt ngon hơn. No. Thịt không ngon hả? Trời ơi, nó nói cái mac and cheese này nè đó. Là nuôi á, nuôi mà luộc lên nha. Và cô chú anh chị biết không, nuôi này á, nuôi của Mỹ á, khác với lại nuôi Việt Nam mình nha. Nuôi Việt Nam mình thì ăn với súp với đồ á, nó khác nha. Không, ăn hết cái này đi mới cho. Cái nuôi này á, người ta làm khó ăn lắm. Mình phải ăn chung với cái này. Chứ không phải là nuôi nào nó cũng giống như nuôi Việt Nam mình. Gì? Ngồi lên, ngồi. Ngồi lên mày đi lấy cho, ngồi đây mày lấy cho. Broken, cái gì broken? Rồi xong con là người làm broken đó. No, mom, ngồi xuống cho mẹ. Nó thèm, nó ghiền ăn phô mai một cách mà không thể nào tưởng tượng nổi á cô chú. Bây giờ nó đòi xịt cái này vậy nè, cái phô mai này vô cho mày luôn rồi. Đó. Rồi ăn đi. Ăn phô mai mà mặn vậy nè, vậy mà nó đòi ăn vậy đó. Ok, làm cho mẹ cột cái đầu tóc lên cái đi. Nhẹ thôi, mẹ cột nhẹ thôi con. Cột nhẹ thôi nha. Cột nhẹ nhàng thôi nha. No. Nhẹ nhẹ thôi. À mà quýnh nó ngàn, đập nó ngàn. Chiếc áo bà ba trên dòng sông xanh thẳm, lôi cuốn con xuồng bé nhỏ đến mong manh. Non lá đồi nghiêng. Rồi ăn đi, Daddy can we have some whip, can we napkin? Dạ alo. Dạ em đây chị. Dạ đúng rồi. Em cho muốn theo ngày chị. Cô chú gọi bút, được gọi thoại bút cái nhà hồi bữa, cái nhà bên Florida mình ở con nhớ không? Mẹ với con qua cả 2 tháng trời để mình làm cho cái nhà nó mới lên, đẹp lên đó nhớ không? Giờ mình không ở nữa, cái mình cho cô chú mướn. Cái cô chú vô quay qua Florida chơi, cái cô chú ở nhà mình đó. Mommy, he's a leave. Hả? He's a leave, mommy. He's a leave gì? Là gì? À, ăn dỗ cho cô chú con. Ăn thịt, ăn miếng thịt đi con. Rồi bây giờ mà con bóc chi con ăn không, mà con không ăn mắt anh chi là mẹ đập con hả miệng. Đó cô chú thấy nào, nó lấy cái chi nè. Con ăn hết rồi. Đó bây giờ nó đòi xịt cái này lên nữa. Ba nó tự nhiên đi mua cái này chi, bữa giờ đã là không có mua nữa rồi. Giờ tự nhiên đi mua cái này chi nữa đây, cái này ăn có tốt lành gì đâu. Mà mua cái này. Ăn hết chai này là vĩnh viễn không mua lại nữa nha. Không có mẹ ở nhà, tự nhiên ba đi mua đó. Ăn cái này nó đâu có tốt đâu chay. Chi này là chi ở trong, con mốt để mẹ nghiên cứu coi cái chi chai nào mà nó làm mấy cái tốt chứ cái này mẹ nghĩ không có tốt đâu đó. Đấy chứ. Không tốt đâu. Con muốn ăn chi thì mẹ này nè, trộn lại đó, trộn lại cái mẹ đút cho con cái này ăn. Ôi đó, vô cô chú. Nó stop. À stop. Mà con thấy thịt với mac and cheese cái nào ngon hơn? Con ăn thịt ngon hơn, mẹ thích ăn thịt hơn. Đúng. Nó không thích ăn thịt, cô chú ơi, con này nó lạ. Hả miệng? No, you feel it. Hả? Thôi tự lên. Đây, mắt kiến đâu, từ sáng giờ mắt kiến đâu rồi? Hả, từ sáng giờ mắt kiến đâu? Mày thích xa chủ đà. Mày đi lấy cái mắt kiến. Đã đi. Daddy, you see where her sunglasses is?
Cô chú á là hả, cô chú rất là hóng chay với lại A Trì gặp nhau. Mà không biết hả, A Trì chắc không biết chắc mẹ của nó. Chưa chay. Hả? Chưa từ từ. Rồi từ từ. Không biết á hả, A Trì chắc mẹ của nó cũng sợ sợ mình mới đi phôi đa về đó. Hôm qua trước khi Ngọc về lên đường, Ngọc về là Ngọc nhắn rồi đó, chứ cũng đó chay nó về tới rồi đó, rảnh thì mai qua chơi. Mà ba cuối cùng ngày mai ba cũng không dẫn con A Trì qua nữa. Nên là mình cũng tôn trọng. Biết rồi, mày biết nói lớn nhưng mà mày đó là mày giải thích cho cô chú nghe. Nên là mày cũng tôn trọng người ta, chừng nào người ta dẫn con người ta tới chứ là mày đâu có cho con mình tới. Mà nó nói gì người ta rồi, thì bà nó ngày mai cho ra Trì qua. Mà sao tới nay cũng không thấy, không cho đi, có đi ngang qua nhà luôn, thấy đi ngang qua nhà mà sao không cho ghé luôn. Chắc cũng sợ là mình mới đi chơi về rồi này kia, nhưng mà không, mình phải tôn trọng người ta chứ. Nên là mình cũng không, Ngọc cũng không có cho con chay đi qua kiếm A Trì luôn. Đúng không chay? Đúng không con? Mình... I went to school. Ai? Auntie went to school. A Trì đi học nhưng mà chiều tối phải về nhà chứ. Đi học đi đâu cũng chiều tối cũng về chứ. Hôm qua mày thấy mẹ A Trì bồng A Trì vô, nhưng mà không biết là bây giờ là bắt đầu tuần mới rồi, nên là không biết mà A Trì có đi qua nhà ba A Trì không á. Nhưng mà không biết vì sao mà hôm qua mà A Trì không cho, không cho mẹ, không A Trì không có bồng qua cho bên nhà mình. Nên là mình phải tôn trọng người ta nghe chưa. Nên là hồi nãy con đi qua là mẹ không có cho con đi qua. Thế lỡ tự nhiên người ta không muốn mình qua nhà người ta rồi tự nhiên mình đi qua thì sao được, đúng không? Con cứ chờ đi, nếu mà người ta còn thích chơi với mình thì người ta sẽ, let me do it. Người ta sẽ tìm tới mình. Nói chung á, con nít á thì hả, đi về thì con trai cũng rất là ham đi qua Trì chân nít với nhau mà. Có ăn có con nít chơi là ăn vui rồi. Ăn đi, lẹ đây. Bữa nay ngoài trời cũng còn lạnh quá nên là không có đi ra ngoài cho đi ra ngoài trời chơi nhiều cô chú ơi. Mới đi về từ xứ nóng mà đi ra xứ lạnh nhiều, lạnh đó hả, đi lạnh ngoài lạnh nhiều quá sợ nó bệnh nên thôi không có cho đi ra ngoài đường nhiều, rồi trong nhà ăn mac and cheese thôi. Chỗ cô chú nè, cô chú coi nó đeo mắt kiến đẹp ghê không, cười cười cái coi cho cô chú coi coi, cười cười làm dáng ui chà đẹp ghê chưa. Ôi sao nữa đẹp quá trời, cái trán cao ghê thôi, nó có cái trán cao, không có trán cao mới nè. Trời hồi nãy hung mẹ hả, nãy ngồi hung mẹ hả, hồi sáng giờ mẹ chay đi đâu nói lại coi, sáng giờ mẹ chay đi đâu mà ngồi trong đó lâu quá trời lâu luôn, ngồi trong đó chán luôn chay ha, ngồi trong đó ba tiếng đồng hồ phải không? Mà cái công việc nó rất là quan trọng, là mình phải làm cho nó xong đó, rất rất là quan trọng luôn á. Năm nào mình cũng phải làm luôn á. We gotta do it every year. Ngọc có công việc Ngọc phải đi làm á, mà hả đi chung với chay mà chay chờ 3-4 tiếng đồng hồ, chay nói mẹ sao chú này không làm gì mà không làm lâu dữ, giờ này chưa xong. Nó ngồi nó cứ đòi về. Nó nói mẹ lâu quá, chú này không lâu quá. Thấy chay ha. Ngồi trong đó chán chết à. Mom, don't wait for next time, okay? Lần sau năm sau, một năm mình làm có một lần à. It's only once a year. No, mommy, don't do it again. Trời, không làm nào. Không, con ở Mỹ là con phải làm. Nếu như mà con ở Mỹ, con là công dân Mỹ thì một năm con phải làm lần. Hiểu không? Nó nói mẹ đừng có làm như vậy nữa, đừng có vô chổng ngồi mấy tiếng đồng hồ nữa. Nếu như mà con là American, con là công dân Mỹ thì con phải làm cái đó. Every single year, once a year. Mỗi năm một lần. Mình phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Nghe không? Con kỳ ghê chứ chay, con cứ bóc bóc cái tay con không à. Đó, cô chú thấy đây bắt kiến màu xanh thấy dữ không? Xanh là giống màu xanh mộng mơ không? Con bóc miếng thịt vô ăn cho mẹ coi. Sắn miếng thịt vô. Trời ơi, tao đập bây giờ. Đây nè, con không ăn á thì con nói mẹ ơi con không ăn, chứ con không có được nói là it's yucky, không được. Biết bao nhiêu người muốn ăn thịt mà người ta đâu có thịt để ăn đâu. No. Con chỉ nói là mẹ ơi, mẹ con không thích ăn thịt. Nói cho mẹ nghe coi. Tôi sẽ không chịu. Con không thích ăn thịt mẹ ơi. Chứ không có được nói yucky nghe không? Nghe không? Dạ mẹ đi. Đúng rồi. Nói đàng hoàng, này đồ ăn mà mình ăn mình phải tôn trọng những cái gì mình đang ăn, đang có. Không, nghỉ, ăn hết đi. Không nữa, đủ rồi. No more. Ăn mắc cần chi thôi. No, I want that one.
It's so yummy. Last one nghe chưa? Đây là lần cuối cùng nghe chưa? Phải ăn hết cái này nghe không? Mom, last night. Rồi, ok. Rồi. Mom, next time. Ừ, next time ăn tiếp. Nó ăn vậy mà nó ăn được đời thì ăn cái con nu vô mới ta đập bây giờ. No, mom. Thả miệng. No, let me feed it. Không biết nước vô. Uống nhiều nước vô cho tốt. Còn chút nữa là uống chút nữa là mà ngày mai này mẹ nấu yến cho con ăn nha. Home, I don't want him. You, I don't want you. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt với tiếng Anh. I don't want yến. I don't want yến hả? Không, 2 tháng rồi chưa ăn là con phải lấy ăn. Con phải ăn là cho con lấy sức phải không? Không, ăn xong rồi mới dẻ. No, I'm trying on the floor. Không được, phải ăn xong rồi mới cho dẻ. No, I want to yeah. Anh không có I want to yeah. Rồi nó nói I want to yeah là có nghĩa là I want to vẽ, hoặc là con muốn vẽ đó, không được. Trời ơi, I want to yeah. Nó nghe nè. Ai dạy bỏ dấu vậy? Hả? Ai dạy bỏ dấu? Nó nói chậm. Bỏ dấu. Ừ. I don't know what it is. Bỏ dấu, con không biết bỏ dấu là gì hả? Bỏ dấu, ngồi xuống mày chỉ cho bỏ dấu là gì. Ngồi xuống mày chỉ cho bỏ dấu là gì. Thấy đâu ạ? Không ăn nữa à? Trời đất ơi, có được đời không? Rồi thôi đi xuống đi.